Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tốt Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game MMORPG 3D vừa mới ra mắt ở trên Android. Game nước ngoài nha mọi người nhé, game global có tên gọi là Vampire Survivor Further War. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Như mình đã nói, game này hiện tại mới có trên Android thôi, nên các bạn nào không có máy điện thoại thì game có thể chơi bằng giả lập nha. Rồi, và game xem là cái con Vampire Survivors này nó chơi như thế nào đi anh em ơi. Đây, mình sẽ đăng nhập vào game nha. Rồi, chúng ta sẽ đăng vào game rồi. Thì game này thì nó sẽ có 6 lớp nhân vật và chia ra hai phe human, tức là loài người, và vampire, tức là macaron đó anh em. Thì đầu tiên lớp nhân vật của loài người đó là ranger này. Các bạn này có các chỉ số như là output, control, HP, death và burst. Đại loại là chúng ta có máu phòng thủ, control là điều khiển, burst là chắc là khả năng AOE, output chắc là sát thương. Đấy, đây, Supplicant là lớp nhân vật 2, đánh phép, khả năng burst time AOE rất là mạnh. Lớp nhân vật thứ 3 đó là Magman, cầm súng, chỉ số sát thương rất là to. Lớp nhân vật thứ 4, Blood Trister, một lớp nhân vật rất là mạnh luôn này. Và lớp nhân vật thứ 5, Gloomer, cầm lưỡi liềm. Cuối cùng là một lớp nhân vật có cũng là đánh phép, tộc Maca Rồng, đó là Arcanist. Đấy, thì chúng ta sẽ có những cái nhân vật cơ bản như này. Mình sẽ chơi Blood Thister đi. Đây, sẽ chơi nhân vật này. Đây là phần cốt truyện này. Đại loại là vào năm 2459, chúng ta sẽ... Thôi, bỏ qua cái này đi. Thật ra thì mình cũng không cần phải quan tâm đến cái phần cốt truyện này lắm. Và chúng ta sẽ vào game. Đấy, cứ trải nghiệm là chính, chứ còn cốt truyện thì tùy mỗi người. Với cả dạng game nhập vai cái quốc này thì mình nghĩ là cốt truyện nó không quá có chiều sâu lắm đâu. Đây, chúng ta sẽ có một con game có đồ họa, chính xác là đồ họa 2.5D nhé mọi người nhé. Nó sẽ khóa góc nhìn vào. Cái kiểu phong cách đồ họa khá là hay, mình nhìn thấy cũng khá là ấn tượng và làm mình nhớ đến mấy con game kiểu Diablo, kiểu nó không gian nó cũng u tối. Giọng lồng tiếng là tiếng Hàn. Cái này của Hàn hay sao anh em ạ? Mình không rõ là bên nào là của nước nào làm, nhưng mà mặc định là mình thấy là của tiếng Hàn này. Ở đây chúng ta có phần kẻ đặt nhá. Nói chung là game này thì nó rất là nhẹ thôi. Game nó rất là nhẹ nên là nó cũng không có tùy chỉnh gì nhiều đâu. Đấy, nó chỉ có phần account các thứ này nọ thôi này. Nó không có gì nhiều á. Rồi, chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Đấy. Ở đây thì tất nhiên rồi, vẫn có cơ chế tự động chiến đấu, mình chỉ bấm vào nhiệm vụ thôi, nó sẽ tự động di chuyển, tự động chiến đấu. Các tính năng thì nó sẽ mở dần dần ra. Đây, kỹ năng thì mở theo cấp này. Ở đây mình vừa mở khóa một kỹ năng đầu tiên. Game này đồ họa 2.5D nha mọi người nhé. Không đến mức xấu đâu, mình thấy đồ họa cũng rất là chi tiết đấy. Chẳng qua là anh em có thích cái kiểu đồ họa 2.5D như này thôi. Nó khóa hết góc nhìn rồi, và cũng không để zoom gần zoom xa được. Được cái là game này nó sẽ rất là nhẹ nha. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Đấy, ban đầu thì đi làm nhiệm vụ đâu, bạn nào mà đi làm nhiệm vụ cái quốc nhiều thì biết rồi. Đây, còn tải thêm tài nguyên này. Đó, game này nặng hơn 1GB mọi người ơi. Nhưng mà nó nhẹ lắm. Đây, các bạn có thể nạp đầu nhận quà 3 ngày liên tục. Game bây giờ nó cứ na ná nhau ấy anh em ơi. Nên là cách chơi thật sự là như kiểu cái con Vampire Survivors này thì thực sự là cách chơi thì nó cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Vẫn là dạng game nhập vai kẻ quốc, rất là quen thuộc ở trên mobile thôi. À, các bạn lên level 20 được tặng các cái gói quà trang bị này. Hiệu ứng kỹ năng của nhân vật này mình cũng khá là đẹp đấy nhá. Đấy, các bạn thấy là game này toàn quái vật thôi. À, có thêm kỹ năng mới này. Demon Chain. Để xem này như nào. À, này là chói, khống chế đấy, khống chế. Cái này dùng để PVP rất tốt. Đây là phần chỉ số nhân vật của mình này, đây là phần kỹ năng nhá. Sau này các bạn có thể tăng cấp kỹ năng lên. Đây, nó lên rank 1, rank 2, rank 3, rank 4 này. Còn đây là phần promotion này, chắc là phần danh hiệu chưa mở này, talent. Awaken thức tỉnh gì đó. Đây, nhân vật thì có cái chỉ số nhỉ. Nói chung là mình thấy là cái con Vampire Survivor này thì chơi quen thuộc thôi, không có gì quá đặc biệt đâu. Chẳng qua là nếu mà bạn nào mà chán kiếm hiệp tiên hiệp rồi thì có thể đổi gió tham một cái thể loại đề tài nó giả tưởng như thế này. À, để nghịch thêm một xíu nữa xem còn gì nữa không nhá. Còn với cơ bản mình thấy là cách chơi game nó cũng không có gì quá phức tạp cả ấy. Cái là màu sắc trong game rất là u tối luôn. Chuyển map, game rất là nhẹ anh em ạ. À, có người máy này, game này game giả tưởng. Có vampire, có loài người, có robot các kiểu luôn.
Game giả tưởng mà, thích chế còn gì chẳng được. Đấy, hệ thống trang bị thì nó cũng chia phẩm cấp như những con game khác thôi. Đây là level 35 thì mở phần kỹ năng này, chắc là nâng cấp kỹ năng. Các tính năng sẽ mở dần dần anh em nhé. Đó, kỹ năng thứ tư. Hình như là chỉ có tối đa một nhân vật 4 kỹ năng ấy. 4 nhân... À, nhiều đấy. Tổng cộng là chắc là 8 ô kỹ năng cơ. Khá là nhiều kỹ năng. Level hoàn thành nhiệm vụ chương 18 thì sẽ nhận được sẽ mở khóa cái tính năng Amulet. Đấy, tức là một số hoạt động thì nó mở theo cấp, còn một số hoạt động thì nó mở theo việc là các bạn hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đấy. Đây có bay nhanh này. Bay nhanh này chắc là tốn cái vật phẩm bay nhanh rồi, hoặc là các bạn phải là VIP nhá. Game thì chắc chắn sẽ có VIP. Đây, game này, VIP này. Cao nhất sẽ là cấp VIP số 14. Đó, game sẽ có VIP nhá. Các bạn có phần custom này, là cái phần đồ thời trang đấy, thời trang nhân vật. Đây có amulet này, active amulet đây, cũng khá quan trọng này, nó sẽ cộng thêm chỉ số cho nhân vật của các bạn. Đây phần đồ thời trang nhé. Mình đang chưa tải xong tài nguyên nên nó chưa hiển thị đâu. Cái này là thẻ premium pass, các bạn này nạp vào, đây là VIP. Game này chơi cho biết thôi, nếu bạn nào chơi cho biết thôi nạp nục gì. Game này thì game nước ngoài chả biết nhào ấy. Và thật sự thì mình nói luôn là con Vampire Survivors này cách chơi nó không có gì đặc biệt đâu. Nên là cũng không cần phải nạp. Cho biết thôi. 5 level nữa chúng ta sẽ mở tính năng Sunbot này. Chúng là cũng đầy đủ các tính năng PvP, PvE hàng ngày thôi. Cách chơi thì nói thật là không có gì đặc biệt. Chẳng qua là cái đề tài game thì cũng khá là lạ đấy. Và nó cũng là một con game mới. Bạn nào quan tâm thì mình cũng có để một đường link ở phần mô tả để anh em tải game chơi thử xem sao nhé. Được tặng xe trang bị. Cái này của Hàn hay sao? Lồng tiếng nhân vật tiếng Hàn này. Đây, chúng ta có teleport nhanh, di chuyển nhanh đến nơi làm nhiệm vụ. Đây, chúng ta sẽ xuống hang động này. Chúng ta sẽ tiêu diệt một con chuột đây. Nhìn thiết kế ghê đấy. Mình cũng rất là sợ chuột nha anh em nhé. Rồi giờ đi làm nhiệm vụ thôi. Cảm giác là cái kỹ năng của thằng nhân vật này của mình nó cứ kiểu gì ấy nhỉ? Hay là do mình yếu quá? Rồi đi trả nhiệm vụ này. Ôi, nó cắn đau đấy. Rồi bây giờ đi đánh mấy con rơi. 8 con rơi. Nhân vật này của mình đánh sát thương mạnh nhá, nhưng mà khả năng AOE thì sẽ không bằng một số nhân vật khác. Cảm giác là làm nhiệm vụ hơi lâu. Cái nhân vật Blood Twister này của mình thì mình nghĩ là PK thì sẽ rất là mạnh. Tất nhiên là mạnh hay không thì còn thuộc là anh em đầu tư như thế nào, lực chiến nhân vật như thế nào. Nhưng mà bộ kỹ năng thì cũng thiên về PK rất là nhiều. Ôi đi này, con gì đây? Ôi con này ghê đấy. Không biết là con nó thiết kế con quái vật gì luôn. Đấy, game này thiết kế quái vật rất là ghê nha. Một điểm cộng của game này đó là phần thiết kế mấy con quái vật rất là ghê và chi tiết. Ấn tượng phết. Rồi tiếp tục chiến đấu này. Và đi trả nhiệm vụ. Cứ cảm nhận 자들은 너무 사나웠어. 그들이 nói chuyện với Davis. Rồi chúng ta sẽ phải đi đánh mấy con sâu. Sâu này nó lặn dưới lòng đất anh em ạ. Đấy. Trong dưới lòng đất này thì đang ở trong một cái hang dưới lòng đất ấy. Nó rất là nhiều con quái vật khách ghê sợ luôn. Đấy, nhìn rất là ghê anh em nhá. Quái vật game này nó thiết kế rất là ghê luôn. Rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ đây. Level 30 sẽ mở thêm một tính năng mới. Chúng ta sẽ đi đánh mấy con rơi hút máu này. 10 con. Đấy, cứ treo máy đánh thôi. Nói chung là chủ yếu vẫn là tập trung nhiều vào việc là phát triển nhân vật. Đây, cách để nó game này thì cũng hướng dẫn các bạn làm sao để mạnh hơn này. Đánh boss các thứ. Rồi các hoạt động hàng ngày. Nói chung là đầy đủ. Get ESP, phó bản kinh nghiệm này, đánh boss các thứ, đây là cái event trong game. Đấy, nói chung là đầy đủ, rất nhiều hoạt động. Giao diện game này thì hơi nhìn nó hơi cũ cũ một tí. Đấy, phần kỹ năng thì các bạn có thể nâng cả điểm talent này. Đấy, chúng ta mở tính năng boss rồi này. Đấy, chúng ta có tính năng đánh boss nhá. Boss này thì mở theo cấp. Và
mình có thể vào đánh bot. Đây, mình sẽ đi đánh bot thử, tăng điểm thay lần này. Rồi, các tính năng nó sẽ mở dần dần anh em nhá. Menu này, đây là phần kho báu. Đây, lại kích hoạt thêm tính năng mới này, cũng cộng thêm chỉ số cho mọi người. Ui, con bot này, bot này này anh em này. Ôi, bot ở trong hầm ngục luôn. Đấy, nói chung thì mình thấy là cái con Vampire Survivor này là một con game có lối chơi rất là quen thuộc của dòng game nhập vai cái quốc. Thì bạn nào mà quan tâm anh em có thể tải con game này nhá. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game. Các bạn thể sẽ phải cài file APK, chứ là không tải trực tiếp trên store đâu. Bởi vì game này đang thử nghiệm ở nước ngoài ấy, nên các bạn không tải trực tiếp trên Google Play được, mà các bạn cài file APK trên điện thoại là giá lập. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Token Online của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Sẽ bóp trâu nhá. Đấy nhá, bye bye.